Rồi, ok. Đầu tiên là chào mừng mọi người đến lại buổi hôm nay. Hôm nay là buổi thuyết trình cuối khóa của các bạn bách vốn, chương trình Hacking into Product Management, đợt về quản lý sản phẩm. Thì đây là một cái hoạt động mà mình tin là sẽ đem đến cho các bạn ba giá trị. Cái đầu tiên là sẽ giúp cho các bạn newbies và một số các bạn mà có thể là đang ở mức junior luôn, có thể gói ghém lại những kiến thức mà các bạn đã học được trong cái khóa học này và ứng dụng nó để làm một cái dự án thật sự. Thì thông qua cái dự án đó thì tụi mình cũng hy vọng là có thể giúp các bạn showcase được những cái kiến thức và kinh nghiệm với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Và cái ý cuối cùng đó là thì ngoài cái hành trình mà các bạn tự tiếp thu những kiến thức của mình, thì đây cũng là một cái cơ hội mà team tụi mình có được những cái phạm vi gần để gọi là để nhìn mọi người trong 2 đến 3 tuần vừa qua. Thì thông qua đó thì tụi mình cũng có rất là nhiều những cái data point, không chỉ là về mặt kỹ năng của các bạn mà còn thông qua những còn những cái kỹ năng mềm khác nữa. Và từ đó thì tụi mình tin là sẽ có rất là nhiều những cái data point để tụi mình có thể endorse được mọi người ở trên những cái kênh public như là LinkedIn hoặc là với các nhà tuyển dụng nếu cần. Rồi thì đó là một bài giới thiệu của cái hoạt động của hôm nay. Thì chắc là mình sẽ đi luôn vào nhóm đầu tiên là nhóm của Phúc, Ân với lại Ngọc Phạm. Lời đầu tiên thì mọi người nghe được đúng Rồi, nghe rõ Phúc nha. nghe nghe Lời đầu tiên thì Phúc cũng muốn cảm ơn các bạn trong team của Phúc là Ân với Ngọc đã cùng rất là nỗ lực để làm cái dự án này. Cái thứ hai là cảm ơn ba mentor là Dudley, Thomas và Nam, là những người mà túc trực ngày đêm mà để hỗ trợ nhóm Phúc. Cái thứ ba là cảm ơn tất cả những cái khoảng gần 20 bạn interview và một vài bạn expert trong ngành đã hỗ trợ làm cái bài này. Thì mình có một cái nói trước là tại vì team của mình có ba người và cũng chưa nhiều kinh nghiệm, cho nên là có thể là cái bài cũng chưa có hoàn chỉnh lắm, nên là có gì mọi người lượng thứ. Ok, thì đầu tiên thì Phúc chia sẻ và Phúc sẽ share cái phần Figma của mình. Ok, thì ok, đây là cái phần Figma của team Phúc. Thì chờ một xíu. Thì cái lý do mà tại sao lại nhóm Phúc lại làm cái phần phần này, thì tại vì bắt đầu từ một cái conviction của mình là ngày xưa thì như khi mình thấy ba mẹ của mình giống như là có những cái phần cãi nhau, thì giống như là mình thấy rất là buồn và thật sự mình không biết phải giải quyết như thế nào. Thì nó bắt đầu từ những cái nguồn đó. Và mình có một cái đau đớn làm sao để có một cách nào để mình có thể duy trì cái mối quan hệ nó lành mạnh hơn, không chỉ cho chính mình và những cái người con cháu gia đình của mình là mình. Và cái thứ hai là mình thấy được cái việc mà những cái việc mà đè nén cảm xúc của ba mẹ mình nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của họ, thì nó tạo ra một cái nỗi đau rất là đau đớn của Phúc. Thì cái việc này thì giống như Phúc, Ân và Ngọc thì cũng trải nghiệm cái việc là mình maintain một cái relationship trong cái cuộc sống của mình nó rất khó, đặc biệt là có mối quan hệ về tình cảm. Thì tại sao? Thì tại vì lúc mà khi một nhóm bắt đầu nghiên cứu về những cái user của mình thì bắt đầu thấy được là cái mối quan hệ tình cảm nó chiếm tới khoảng từ khoảng 30% cho đến khoảng 50% cái tỷ lệ cuộc sống của một người. Và khi một cái conflict hay một cái vấn đề nó diễn ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến gần như là hầu như toàn bộ cuộc sống của mình, và mình mất rất là nhiều cái thời gian và cái sức lực để mình làm sao để mình solve nó. Thì cái điều này nó cũng ảnh hưởng, tại vì bình thường khi mà những cái user của Phúc, của team Phúc đi phỏng vấn, thì có một cái vấn đề là cách họ giải quyết cái conflict trong cái mối quan hệ của mình là bằng cách là họ sẽ đè nén cái cảm xúc của mình. Nó qua những cái biểu hiện như sau. Một là mình sẽ cố gắng để mình bình tĩnh qua cái vấn đề nó diễn ra, thì bắt đầu có nói chuyện với nhau. Cái thứ hai là bắt đầu mình có thể bộc phát một cái sự tức giận rồi đó, mắng mỏ nhau hoặc là chửi nhau, hoặc là sau đó mình xin lỗi nhau, vân vân. Thì đó là những cái cách mà nó đang diễn ra. Thì những cái việc này là cái việc bình tĩnh mà để nó qua đi nó có tốt hay không. Thật ra thì bắt đầu nghiên cứu thì mới thấy đây là cái phần đè nén cảm xúc. Và cái việc mà nó đè nén cảm xúc nó ảnh hưởng đến một cái việc là nó ảnh hưởng đến những cái, một là nó tạo một cái stress hormone, và cái stress hormone này sẽ tạo ra một cái sự căng thẳng thần kinh và nó ảnh hưởng đến nội tạng của mình. Ví dụ như là phần theo y học phương Đông thì cái phần tức giận nó sẽ ảnh hưởng đến gan, lo lắng thì phần phổi của mình, hay là cái cảm xúc mà bị đè nén nó sẽ ảnh hưởng đến phần bao tử, thì sẽ có những cái triệu chứng như là đau bao tử hay là những cái bệnh về nó sẽ liên quan. Và y học phương Tây nó cũng chứng minh được một cái việc là khi một người trong trạng thái nó gọi là high beta thì nó sẽ tạo ra những cái stress này và thường sẽ dẫn đến ung thư và rất là nhiều những cái phần khác nhau. Thì nó cũng liên quan đến cái y học phương Tây và phương Đông với nhau. Thì đó là cái phần background và cái problem. Thì Phúc có thể show một chút là
tại sao nhóm Phúc lại chọn cái chủ đề là duy trì maintaining relationship và đi sâu hơn vào một cái bắt đầu phỏng vấn khoảng tầm gần khoảng 20 người. Khoảng 20 người. Ban đầu thì cái cách mà phỏng vấn thì dùng theo cái phương pháp gọi là jobs to be done, và mình phân tích qua cái việc mà job map và crowded research theory để mình khám phá những cái raw data để mình bắt đầu input lại thành một cái insight. Thì đó là cái methodology. Cái thứ hai thì bắt đầu khám phá ra được là tập trung vào cái việc là những cái nhóm đối tượng đang hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình. Tại sao? Bởi vì những cái nhóm đối tượng trước đó là không hạnh phúc thì nó đã chia tay rồi. Và cái lý do chia tay thì nó liên quan đến một cái việc là họ không có thể bộc lộ cái nhu cầu con người của mình trong mối quan hệ. Và thường nó gọi là nó đã một cái vấn đề là mình đang cố gắng chịu trách nhiệm cho cảm xúc người khác. Nhưng mà mình không có để ý quan tâm đến cái cảm xúc và cái nhu cầu của mình. Nên là thường nó end như vậy. Và nó dẫn đến một cái vấn đề rất là nhức nhối. Thì đây là một vài cái user. Thì nhóm chữ Phúc chỉ tập trung vào nhóm khoảng từ 25 tuổi đến khoảng 35 tuổi, là những cái người đã bắt đầu để ý được những cái cảm xúc của mình, nhưng mà vẫn có những cái phần chưa có hoàn toàn biết cách bộc lộ cái nhu cầu của mình, cái cảm xúc của mình ra sao, những cái cảm xúc khó như thế nào, và nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì khi bắt đầu phân tích ra thì có cái job story này, thì nó là specific case là khi mà một cái người, hai người trong cái mối hệ là rất là mệt mỏi, rất là nhiều công việc, thì sau nhiều ngày làm việc thì họ sẽ nhạy cảm với những cái trigger họ tích lũy theo từng ngày, và cả tension của cái việc stress nữa, thì dễ dẫn đến cái việc là bùng nổ những cảm xúc tiêu cực đối với đối phương, thì cãi nhau vì không tìm được cái tiếng nói chung mà phải chịu đựng thêm những cái cảm xúc tiêu cực của nhau. Và thường á, bucket data là cái việc này nó diễn ra là khi mà một cái cảm xúc tiêu cực nó diễn ra thì mất khoảng từ 1 đến 3 tiếng ít nhất để mà giải quyết. Nhưng mà thường cái use case thì 3 tiếng này nó không hiệu quả, và thường là sẽ tạo những cái di chứng cho mối quan hệ. Tại vì sao? Tại vì một phần là mình không có một cái ngôn ngữ, một cái framework để làm sao để mình có thể backup lại cái nhu cầu của mình mà mình không có nằm trên cái phần cảm xúc giả hoặc cái nhu cầu giả. Thì cái đó là cái tầng mà nó sâu hơn một chút. Cái thứ hai là họ muốn là họ có thể xử lý những cái cảm xúc khó, hiểu nhu cầu của bản thân và đối phương, cũng như là align được với nhau trong mối quan hệ. Thì cái việc này nó sẽ làm giảm cái việc là có một cái user phúc phỏng vấn thì họ họ có một cảm xúc khó, họ bị trigger khi mà thay đổi môi trường và rất là painful trong vòng một năm. Thì dù cái người partner của mình là người chồng cố gắng lắng nghe, cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng mà nó vẫn không hợp lý được, tại vì cái phần cảm xúc khó nó không được giải quyết, và cái pain đó nó kéo dài khoảng một năm và nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ này. Mặc dù bây giờ nó chỉ đang là một cái trạng thái nó bị đè nén, đó là một cái back data. Cái thứ hai là để cả hai giải quyết cái mâu thuẫn lành với nhau hiệu quả, thì cái tiết kiệm được cái thời gian và năng lượng, thì cái này là một assumption của nhóm Phúc dựa trên một cái data là cái bạn này thì bạn thấy là sau khi cãi nhau xong khoảng một thời gian thì thấy là cái việc cãi nhau này nó cũng không có ý nghĩa gì và nó rất tốn rất nhiều thời gian của họ. Nên bắt đầu Phúc make assumption là tiết kiệm được thời gian. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới một cái data của một expert là đã làm việc nhiều với những cái mâu thuẫn của những cái cặp đôi hoặc là những cái nhóm thân chủ. Thì shit, hết 5 phút rồi. Ok. Thì nó liên quan đến một cái là cái chất lượng, cái thời gian, cái chất lượng, cái thời gian để xử lý những cái mâu thuẫn thì nó quan trọng hơn. Tại vì cái việc mà khi mà mình cố gắng giải quyết nhanh một cái vấn đề thì nó sẽ tạo ra, nó gọi là dư nợ về mặt cảm xúc. Và thường là những cái cặp đôi này khi mà không xử lý được tốt thì họ sẽ bắt đầu chỉ trích hoặc là chỉ trích nhau ở những cái lần sau, hoặc là nó gây một cái sự tụng, thì nó không healthy cho cái mối hệ tình cảm của cả hai. Và dần dần thì cả hai bắt đầu mất dần cái niềm tin và cái sự tôn trọng lẫn nhau trong cái mối quan hệ. Thì đó là ảnh hưởng đến cái mềm mặt lâu dài. Thì đó là cái job story. Ok. Thì đây là cái prioritize. Thì bên Phúc bắt đầu prioritize cái job story số 5 bởi vì nó hợp lý hơn. Thì mình có một cái method cho nó. Đây là cái job map. Đây là một cái chút về cái phần job map. Thì cái quan trọng nhất là cái việc mà identify emotion, physical, emotional, time resource, hay là những cái phần về identify được cái nhu cầu, cái feeling của mình, cái giá trị của mình. Và cái việc mình set up cái right environment để communication nó là cực kỳ quan trọng. Và cái đây là một cái phần mà cái điểm thiếu. Thường là mọi người sẽ cố gắng có một cái environment để lắng nghe, nhưng mà lắng nghe như thế nào để mà cảm giác được thấu cảm và process cảm xúc thì nó chưa có. Thì đó là cái lý do mà team mình tackle vào cái problem. Thì back qua bên đây thì cái này là Nostalgic đang chế. Ok, thì cái team mình Phúc bắt đầu học từ Nam.
Thì cái này cũng là một cách là Team Phúc một phần là muốn hiểu được cái business logic và cái phần mà cái impact của từng cái element nó ảnh hưởng như thế nào. Thì cái này chỉ là tham khảo thôi, chứ nó cũng không work lắm. Phúc nghĩ là một cái phần là time save nó liên quan tới. Thì Phúc bắt đầu xin chuyển tiếp sang từ cái problem, mình bắt đầu mình chuyển tiếp sang cái phần gọi là cái product concept như thế nào. Thì từ cái problem là có nhu cầu giải quyết cảm xúc khó, và để chuẩn bị cho cái việc giải quyết mâu thuẫn cho cặp đôi, thì nó sẽ có là bên Phúc làm ra một cái gọi là một cái app, nó tên là Chuyện. Thì nơi đây là giống như là một cái AI co-pilot, nó là một cái personal friend giống như một người bạn thứ ba. Thì nó không có drama, tại vì bình thường nếu khi một cái vấn đề một cái người bạn mình chạy đến người bạn thì thường là sẽ hùa theo hoặc là nói xấu đối phương thì nó không work, thường là sẽ chia tay bởi như vậy. Nhưng mà app này thì mình hướng tới cái việc là drama free. Ok, thì sẽ đóng vai trò là người bạn thứ ba, sẽ hỗ trợ cái việc coaching trong cái việc là xử lý những cảm xúc khó để chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn, và mình không tập trung vào cái việc giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức bây giờ, và cái đó sẽ để cho những cái chuyên gia giải quyết mâu thuẫn làm việc. Thì cái app mình nó giống như cái bộ giảm sốc cái mâu thuẫn. Cái key matrix thì mình nghĩ nó là cái việc mà cái thời gian chất lượng khi mình xử lý cái cảm xúc này thì nó không tạo ra cái dư nợ về mặt cảm xúc hoặc là chỉ trích nhau về sau. Thì đó là một. Cái thứ hai là mặt empathy và chấp nhận cái cảm xúc cái chính mình hoặc là mở lòng của đối phương. Thì cái này team đang tìm cách để đo lường nó một cách nó hiệu quả hơn. Ok, thì cái key feature thì team gói gọn nó lại thành một cái cấp cứu cảm xúc và hiểu rõ vấn đề. Ok, thì cái framework mà cái nền tảng framework mà team dùng nó gọi là nonviolent communication. Thì đây là một cái phương pháp đã thực hành khoảng từ năm 1970 để giải quyết những cái vấn đề conflict, ví dụ như là từ chiến tranh hay là những cái phần rất là sâu. Thì đây là một trong những cái phương pháp rất là best practice trên thế giới về giải quyết mâu thuẫn, và team cũng có backup bởi những cái người mà đã có tinh thần, đã có expert, đã từng trị liệu trong corporate, corporation, power play và rất là nhiều thứ. Thì đây là một cái ứng dụng best practice. Ok, bắt đầu shift qua cái phần solution sâu hơn, thì nhờ Ân có thể show cái wireframe và cái UI của cái app này. Ok, mời Ân. Dạ, em nghĩ là trước khi là mình đi vào tranh cái phần UI với wireframe này thì chắc là mình sẽ nói qua về cái workflow và cái database với R&D ha. Thì em sẽ chia sẻ về cái workflow của nhóm em, đồng thời là Ngọc sẽ chia sẻ về database và R&D. Trong cái workflow của tụi em đặt ra một cái contest, đó là cái sản phẩm tụi em có thể cung cấp. Ê, hình như cái màn hình của em ngừng share rồi á. Em chưa share đúng không ạ? Đúng rồi, share lại nha. Ok. Rồi, hồi nãy em đang nói đến cái, không biết là mọi người đã thấy rõ cái màn hình của em chưa? Ừ, thấy rồi không? Nghe product delivery rồi. Đúng không? Dạ vâng ạ, product delivery, high level expect. Thì ở trong cái workflow này tụi em sẽ chỉ tập trung vào cái việc đó là hành trình của họ ở trong cái việc trải nghiệm hai cái tính năng, đó là cấp cứu cảm xúc và hiểu rõ vấn đề. Đối lại cấp cứu cảm xúc đó là khi mà họ có những cái cảm xúc rất là khó và họ cần phải được cấp cứu ngay, giống như là đang cảm thấy quá là tức giận hoặc là cảm thấy quá là thất vọng. Thì thường những cái lúc như thế mình sẽ thường chọn cách là ở một mình. Nhưng tại sao lại ở một mình khi mà mình có chị ở bên cạnh? Thì đó là cái cách mà mình có thể trigger được người dùng có thể sử dụng được cái cấp cứu cảm xúc không. Còn ở trong cái cấp cứu cảm xúc thì mình sẽ dựa trên những cái hành động dựa trên non-violent communication, giống như là thiền hay là theo những cái hành động gợi ý mà có thể làm được ngay lập tức thì người dùng có thể thực hiện được dựa trên cái sự hướng dẫn của app. Đồng thời là về cái hiểu rõ vấn đề thì đó là cái bước người bạn AI sẽ tham gia vào, đóng vai trò là một người thứ ba không phán xét, no drama, để mà họ có thể lắng nghe được tất cả những cái gì và người kia tâm sự, và đồng thời cùng chơi một cái trò chơi để nhận ra là coi là cái cảm xúc của họ có đang là cảm xúc thật hay không, hay là nó đang bị che phủ bởi cái điều khác. Rồi, thì đó là cái phần workflow của tụi em. Chắc là đến database với R&D mà Ngọc chia sẻ về hai cái này nhé. Ấn giữ màn hình cho Ngọc luôn. Dạ, em sẽ sharing một xíu cái database. Thì bởi vì cái tụi em có sử dụng AI nên là em không có bỏ nó vào cái database. Database nó sẽ thuần về info của user. Một cái user nó sẽ có nhiều cái problem và
những cái problem ở đây là những cái hiểu rõ vấn đề và những cái help là những cái lần cấp cứu cảm xúc của họ. Và nó có một cái thành tựu, một cái achievement mỗi lần mà mình solve được cái problem và mình solve được cái help, nó sẽ có một cái achievement. Một cái bộ problem nó sẽ có cái bộ question. Qua cái ORD thì kế hoạch thì đây là cái ORD của em wrap từ cái database. Có gì ân share giúp học tiếp cái phần với frame này. Dạ, thì với lại cái thời gian đi visit cũng như là sự yêu cầu gắt gao của trưởng nhóm thì đến vào những ngày cuối cùng tụi em cũng ra được một cái solution nó cực kỳ matching với lại cái method, cái framework mà tụi em đã được học hỏi từ chị Quyên, từ những expert ở trong ngành non-violent communication. Thì em xin phép được chia sẻ về cái wireframe này cho mọi người có thể cùng nhìn thấy cái trực quan của cái sản phẩm nó sẽ đi như thế nào đó. Rồi, đầu tiên là sẽ nói đây là một cái wireframe thì chắc là cũng là nửa wireframe, nữa là UI. Thì khi mà sẽ có onboarding của screen là dẫn dắt người dùng vào đăng ký những cái thông tin cơ bản giống như là email, password. Thì sau khi mà email, password thì sẽ có một cái email xác nhận được gửi về mail. Và khi mà mình đã xác nhận cái email rồi thì bản thân sẽ báo là thành công. Và lúc này mình sẽ bắt đầu một cái hành trình để fill những cái thông tin của bản thân của mình thông qua là việc cập nhật những cái avatar có sẵn, đồng thời là mọi cái nickname mà mọi người muốn gọi và ngày tháng năm sinh. Trong cái sản phẩm của tụi em, chắc là cái phần quan trọng nhất đó là cái phần interact được cả hai người cùng tham gia vào cái sản phẩm này, bởi vì chắc là cả hai cũng đều sẽ có những cái cảm giác khó nói thôi, nhưng mà dựa trên cái sự kiến thức của sản phẩm thì họ sẽ có thể là bày tỏ để được cảm xúc đối với nhau. Đây là cái phần onboarding của tụi em. Rồi. Và khi mà bước vào đăng nhập, nó cũng sẽ đi lại những cái thông tin mà họ đã đăng ký ở cái bước trước ha. Và trong cái giao diện chính sẽ có hai phần. Đầu tiên là những cái lịch sử hành động của bạn, và hai cái tính năng chính đó là cấp cứu cảm xúc và hiểu rõ vấn đề. Trong cấp cứu cảm xúc thì đầu tiên là mình sẽ phải lựa chọn cái năng lượng hiện tại bên trong cơ thể. Có bốn loại năng lượng chính, gồm có năng lượng tốt, năng lượng xấu và maximum đó là năng lượng cực kỳ tốt thôi. Còn tiếp theo là mình phải gọi tên được cái cảm xúc ở bên trong mình là gì, thì dựa trên cái bộ data về emotion của tụi em thì đang chia thành những cái loại cảm xúc như thế này. Và sau khi mà lựa chọn được những cái cảm xúc bên trong thì sẽ có những cái hành động vật lý hoặc là tìm bình yên ở trong thiền. Thì đối với lại tìm bình yên ở trong thiền sẽ là những cái hướng dẫn để họ có thể cảm thấy thoải mái hơn. Đầu tiên là chuẩn bị không gian, thứ hai là việc nhắm mắt và cảm nhận bản thân, thứ ba là hãy suy nghĩ về những cái điều hiện tại đang có. Thì sau khi mà hoàn thành rồi sẽ có những cái achievement đối với lại từng cá nhân, đối với lại từng cái hành động mà họ đã bày tỏ ra. Đồng thời là sẽ có những cái hành động gợi ý mà họ có thể chọn, giống như là mình có thể gợi ý cho họ những cái loại thức ăn hoặc là những cái bài hát hoặc là những cái việc mà họ thích làm, và cái nào mà có thể gần gũi nhất với họ thì họ sẽ lựa chọn. Rồi. Đối với lại cái chức năng chính đó là hiểu rõ vấn đề, nó sẽ đi sâu hơn vào việc khai thác về cái tầng cảm xúc của người trải nghiệm sản phẩm. Thì trước khi mà bước vào trong cái bước này thì mình sẽ bắt đầu định hình và gọi tên cái người đồng hành của mình là ai và cái ngôn ngữ mà họ muốn ở trong này. Và sau đó nó sẽ trải qua những cái bước là để cập nhật vào trong kiểm tra tâm trạng và có những cái câu hỏi được lựa chọn theo non-violent communication để họ có thể chia sẻ. Sau khi mà họ đã hoàn thành xong những cái thông tin và trả lời những cái câu hỏi ở trong đó rồi thì họ sẽ có thể thêm được thành tựu ngày hôm nay. Nó sẽ là được gọi là Daily Boost Check-in. Và họ càng đạt nhiều những cái thành tựu này cũng như là cập nhật tâm trạng thì sẽ có một cái bản summarize là đánh bút cảm xúc của họ theo từng filter, theo từng tuần, tháng với lại thậm chí là năm, nhưng mà hiện tại chúng em chưa develop ở trong cái phòng này. Và trước khi mà đưa user vào trong cái quá trình trị liệu thì cá nhân vật AI NPC mà được tạo ra là Anthony Tổ sẽ giới thiệu sơ qua về cái onboarding này. Đó là
nó là gì và cái trò chơi được sử dụng ở trong này là gì. Thì một trò chơi được sử dụng ở trong này đó chính là thẻ sói và gương. Thì sói đó chính là cái dấu hiệu đại diện cho mô thức của tấn công, phòng thủ, và một cái câu mà tiêu biểu của sói nó sẽ luôn mang hàm ý aggressive, và tôi cảm thấy rằng bạn nên hiểu biết hơn. Hoặc là cái câu tiếp theo của Hưu, thì Hưu chắc là loài có trái tim mà lớn nhất. Ngôn ngữ và hành vi của Hưu là thể hiện được cảm xúc, nhu cầu và hành động của mình. Thế đây là trong Nonviolent Communication, Hưu đó chính là cái tiếng nói của trái tim. Và thay vì việc nói là bạn chả có hiểu biết gì, thì mình sẽ nói một cái cách nó dài hơn nhưng mà không có làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương. Rồi, thì Hưu và sói sẽ là hai người bạn đồng hành ở trong cái bộ card này để giúp cho người chơi hiểu được cái cảm xúc của trong mình đang là cảm xúc của Hưu hay là cảm xúc của sói. Đó là cái tiếng lòng của họ. Rồi, thì đây là một cái demo mô tả về việc user trải nghiệm ở trong cái hành trình. Ở trong cái hành trình nói chuyện với lại nói chuyện với lại Antonito, nhưng mà có sự tham gia của sói và Hưu. Và sói và Hưu sẽ được gọi ra khi nào? Nó sẽ được gọi trên logic, đó là phân tích ở trên cái dữ liệu data của người dùng đã trả lời ở những câu hỏi trước đó. Nếu như mà chưa đủ về cái data lượng người dùng đó thì Antonito có thể hỏi thêm để verify cái content, và sau đó sẽ đối chiếu với lại solution hub để đưa ra được những cái nhận xét nó đúng chính xác của đại user hơn. Và sau khi đã nghe được cái sự chia sẻ của sói với Hưu thì Antonito lại xuất hiện và đưa cho người dùng một cái bài tập để mà practice, và đồng thời là kèm theo ví dụ. Và lúc này khi mà user đã thực hành được cái bài tập practice này rồi thì Antonito lại xuất hiện tiếp và nói là có thể thích gọi sói và Hưu ra lúc nào cũng được, khi mà bạn muốn nhận xét về một cái cảm xúc mà bạn đang cảm thấy là khó gọi tên hoặc là khó đặt tên cho nó, hoặc là bạn muốn xem coi là mình muốn truyền đạt cái gì cho người kia. Ở trong cái màn hình này chắc là cơ chế hoạt động là chỉ chủ yếu là dựa trên voice, là sẽ tương tác trực tiếp thông qua là việc nói chuyện với loại app hơn là việc mình sẽ phải type ở trên bàn phím để tạo ra cái cảm giác chân thật và tự nhiên nhất. Thì cái ý tưởng này tụi em học ở bên theo xa. Rồi, và khi mà gửi đến cảm xúc cho Phúc thì nó sẽ có thể là kèm theo việc gửi một cái bài hát. Và đây là cái Enflow của tụi em ở trong cái sản phẩm, là sẽ xuất hiện ở trên các màn hình widget của đối phương. Nào. Thì đây là wireframe và cũng như là chắc là UI tụi em đã làm ở trong cái phần vừa rồi. Yep, yep. Cảm ơn Ân. Thì cái lúc mà cái phần AI này nó cũng có một cái hạn chế, nó rất là hay, nhưng mà nó sẽ có một cái hạn chế và team của Phúc cũng khám phá nhưng mà chưa có kịp build tiếp. Tức là khi mà người ta bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, đã bắt đầu cần đào sâu hơn về những cái phần mà cảm xúc thật của mình là cái gì, cái nhu cầu giá trị là gì, và họ cần một cái người hướng dẫn thực sự hoặc lắng nghe không có phán xét, thì thường là họ sẽ chưa muốn nói chuyện với AI, chưa muốn nói chuyện với AI và chưa có tin AI hay là có được chấp nhận cái lời khuyên của AI. Nên là một cái solution mà tiếp theo của nhóm là mình sẽ làm những cái platform để mình kết nối những cái người thực hành và giao tiếp chất ẩn về host và host space. Thì những người này là professional, đầu tiên là expert, và những người thực hành này trên toàn thế giới thì họ sẽ connect với những cái người mà có nhu cầu để mà xử lý những cảm xúc khó, hoặc là những cái người mà muốn xử lý conflict. Thì đó là một cái next phase. Thì đó là cái, và thường là sẽ có subscription hoặc là mình có thể là trả phí theo từng cái giờ. Thì đó là cái next phase của cái sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm Phúc. Và có một cái lời mời cuối giờ, nếu mà mọi người muốn thử nghiệm thì có thể thử nghiệm face to face trong vòng 5 đến 10 phút để nhóm Phúc có thể demo. Đó là lời mời. Nice. Ok rồi, cảm ơn nhóm Phúc, Ân với lại Ngọc rất là nhiều ha. Thì đây là một bài tôi thấy rất là hoàn chỉnh. Thì cái lúc mà nghe mọi người nói cái trình check-in đó là Dương đã thấy nó tương đối là chặt chẽ rồi, thì nhưng mà bây giờ hôm nay được thấy cái product concept đó thì thấy nhiều thứ rất là chỉnh chu. Thì Dương có một cái câu hỏi là như thấy có những cái phần mà nó mang tính là tương đối là mang tính là một lần á, ví dụ như là những cái phần như là thức ăn xoa dịu, kiểu như những cái hành động gợi ý là thức ăn xoa dịu, hoặc là những cái thẻ bài về hu với lại sói á, thì những cái phần đó thì sau khi mà người dùng onboard rồi là họ lần sau lên thì có thể là họ sẽ không có nhu cầu biết lại nữa. Thì có vẻ là Dương chưa thấy mọi người handle cái đó như thế nào. Tức là ví dụ như nếu mà đối với lại cái flow hiện tại Dương thấy với một cái người dùng mới thì không có vấn đề ha, nhưng mà ví dụ như nếu mà recurring user mà khi mà họ quay lại á,
mà họ sẽ cứ phải nhìn lại cái thẻ hưu và xóa hoài đi thì mình có cách nào để mình handle cái đó chưa ta? Anh Phúc có thể mở mic lên, Phúc ơi. Ok, ok. Chắc phải share lại cái screen chút. Thì có thể là một phần thì Phúc cũng ghi nhận cái phần đó. Thì đầu tiên là nếu mà bởi AI thì mọi người sẽ không muốn kiểu co lại. Thì nó có cái phần đó. Cho nên là bên Phúc thì tập trung vào cái việc là thì cái việc mà bắt đầu bên Phúc bắt đầu là có thể là prompting cái phần AI một chút. Thì nó sẽ làm một cái việc là nó sẽ hỗ trợ cái việc identify những cái cảm xúc khó qua những cái câu hỏi. Thì qua cái việc mà thay vì nói với họ là cái who was sói tiếp, thì bắt đầu cho cái việc là họ tương tác trực tiếp qua cái việc với lại cái con AI này một xíu. Thì con AI có hỏi những cái câu ví dụ như là observation như thế nào, những cái câu hỏi bắt đầu sâu, hay là giống như là xử lý những cái phần hard feeling, hay là identify những cái need và feeling này. Thì giống như trong cái quá trình đó thì nó sẽ bắt đầu nó hướng dẫn là có những cái này là nằm trong MVC là bạn cần có thể theo cái format này có thể sẽ hỗ trợ support tốt cho bạn, hay là cái việc là cái này nó sẽ giúp đỡ cho cái việc sẽ giúp đỡ cho cái việc là mình sẽ identify được cái need và cái feeling nó rõ ràng hơn chẳng hạn như vậy. Thì có một cái nó đang là cái hướng giải quyết và có những cái constraint nhất định. Ví dụ như mình sẽ đây là một cái constraint nhất định, sẽ có những cái check-in và mình sẽ dựa trên cái observation. Tại vì MVC thì giống như là cách để mà nó phân loại thì nó chỉ phân loại cái value judgment ra khỏi cái sự quan sát của mình, thì con chatbot này sẽ hỗ trợ. Cái thứ hai là cái observation, cái naming những cái feeling hay cái need hay là cái request, thì đó là đang là tạm thời cái hướng giải quyết. Nhưng mà cũng nốt cái phần này, tại vì để ý là cái người dùng có thể là họ sẽ chưa muốn học trong cái môn mình. Cái point của Dương chắc là nó mò về cái mình lưu ý về cái luồng giữa một cái người user mới lúc onboard đó với lại cái người recurring. Tại vì nhiều cái người mà họ quay lại thì cái trải nghiệm của họ chắc là sẽ cần phải hơi khác một chút xíu. Chắc là pass cho anh Nam Học Thành ha. Ok, thì chắc mọi người cho anh hỏi trước là ấy là với cả cái ORD của mọi người anh chưa hiểu là cái top với cả cái problem nó map lên như nào ấy. Thế là cái help nó là cái gì và problem nó là cái gì? Tại vì cái của tụi em nó sẽ có hai phần, một cái là về cấp cứu cảm xúc, một cái là hiểu rõ vấn đề. Thì em chỉ đặt tên như vậy cho nó ngắn gọn. Cái cấp cứu cảm xúc đó, nó sẽ là cái help và cái hiểu rõ vấn đề nó sẽ là cái phúc lợi. Nam hỏi lại câu hỏi với Phúc. Nam chưa hiểu cái problem là cái help. Chắc mọi người follow Nam có mấy cái product guy. Cái mà đến phần ORD đi thì Nam đang chưa hiểu là cái problem và cái help này nó khác nhau như nào ấy. Rồi tại sao nó với cả cái achievement như là Nam chưa thấy ở trên cái design lắm. Thì chắc là khúc này em chia sẻ. Thực ra là cái user người ta sẽ cùng profile cho cái problem này ở chỗ nào, nó sẽ dựa trên bốn cái yếu tố ở trong cái câu hỏi mà tụi em define ra. Kể là tụi em define về bốn cái dạng câu hỏi trước và sau đó mới define những cái câu hỏi để cho user trả lời. Cái thứ nhất đó là về context, cái thứ hai là về emotion, thứ ba là value, cái thứ tư là về needs. Thì bộ câu hỏi cũng sẽ được xoay quanh của đó, và khi mà user cung cấp data cho cái problem đó chính là thông qua việc họ trả lời câu hỏi ạ. Help by problem. Ủa, nếu mà như vậy thì mọi người đang thể hiện cái câu trả lời của user qua data abstract nè. Đúng rồi, câu trả lời đâu. Ví dụ như là anh trả lời mấy câu hỏi ở trên onboarding đi, hay là cái gì đó. Rồi sau mấy câu trả lời đó nó sẽ được lưu ở đâu? Mọi người đang tính nói. Dạ. Thì nó sẽ có hai cái một cái là cái problem nó sẽ là những cái câu trả lời em lưu ở. Nó có sẽ hai phần, phần là cấp cảm xúc, cái cấp cảm xúc đó là cái help đó, thì em sẽ lưu trong cái data trước và help. Nó sẽ cái database của em nó sẽ có thêm một cái phần answer nữa, cái hồi nãy em
em quên á, em quên add rồi. Thì nó sẽ có một cái help là cái cấp cảm xúc, em sẽ lưu cái answer vào đây. Và cái problem á, nó sẽ là cái hiểu rõ vấn đề, em sẽ lưu cái answer vào cái problem. Thì hai cái này á, nó sẽ khi mà user họ làm xong một cái problem á, họ sẽ có một cái achievement. Thì em sẽ lưu cái achievement vào đây luôn, vào cái cục problem luôn. Nhưng mà cái achievement của tụi em nó sẽ có em sẽ tách nó thành một cái cục data object riêng, tại vì nó sẽ có mỗi ngày, em record nó mỗi ngày và nó sẽ gắn với một cái user ID. Ừ. Okay. Vậy nó có một phần Phúc cũng chưa biết nó hoàn toàn nó liên kết như thế nào, nhưng có thể nói thử là cái việc mà cái hai cái hiện trên cái wireframe là cái cấp cứu cảm xúc và cái hiểu rõ vấn đề, có thể là nó liên quan cái help data object này. Tại vì cái phần cấp cứu cảm xúc thì nó dựa trên cái case thực tế, là khi mà họ có những cái khủng hoảng mà họ sẽ chưa nghĩ ngay lập tức được thì cần có những cái phần đó để mà xoa dịu ngay lập tức, dùng những cái biện pháp ví dụ như là một chút meditation hoặc là cách mà chạm vào mặt cơ thể để mà soothing. Cái thứ hai, hiểu rõ vấn đề, nó sẽ có ba cái nhỏ trong đó, là nhu cầu về mặt giải tỏa, nhu cầu về mặt lắng nghe và nhu cầu về mặt hiểu rõ vấn đề, đưa ra context để được hướng dẫn, thì nó dựa trên cái phần. Ok, thì chắc là Nam hiểu qua cái phần này rồi, nhưng có gì mọi người về mọi người thử adjust lại cái phần này nhá, xong rồi Nam với Thành sẽ vẫy nhảy vào trống thêm cho mọi người, không sao đâu. Nhưng mà kiểu muốn mọi người làm cho cái này clear để mọi người về sau mọi người có thể communicate với cả giả sử mọi người communicate với cả team engineer dễ, thì chắc là mình đi vào phần nhận xét luôn nhá. Thì một là do là mình kiểu cũng engage với nhóm nhiều nên mình thấy effort của team rất là căng, chịu khó hỏi các mentor rất là nhiều, tất cả chịu khó làm cái mới. Tuy là cái phần metric mình làm, mình thấy mọi người làm North Star metric mình hơi sợ, nhưng mà thôi, dám làm cái mới là ok rồi, appreciate cái effort đấy. Tất cả mọi người cũng có tìm những cái chuyên gia trong lĩnh vực để giúp đỡ, mình thấy khá là hay, và chủ động. Cái phần problem thì mình thấy mọi người introduce cái vấn đề về gia đình rất tốt, nhất là những cái data point về kiểu thời gian dành cho tiếp xúc với gia đình, dẫn đến là cái việc mà những cái issue với những cái người này thì nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là chưa nối xuống cái phần solution nhiều lắm. Cái thứ hai là mình thấy cấu trúc những cái thông tin, tổng hợp thông tin về interview khá là trực quan theo mấy cái bảng. Rồi khi mà mọi người cuối cùng mọi người frame được cái context là hay là people don't have a right environment to solve the emotional issues, thì thấy cũng rất là hay, tức là rất là resonate khi mà mình đọc được cái job story để lên. Còn về phần solution thì thứ nhất là cái workflow với cả cái activity diagram, cái này chắc là mình nhắc chung cho cả mọi người luôn. Mình thấy mọi người vẽ rất lớn, xong rồi vẽ kể cả là vẽ tách ra hai nhánh ấy, thì là nếu mà nó là hai cái use case hoặc là hai cái process thì mọi người có thể tách ra hai cái riêng, tại vì thường cái workflow nó là gần như là cả một cái process ấy, để nhìn tổng quan ấy, thì mọi người không nên cho vào chung một cái đâu. Phần activity diagram thế đang để hơi to thì có nhiều cách tách đúng không, một là tách chiều ngang, hai là tách theo chiều dọc, nhất là cái thứ ba kìa, đọc cái kia là em phải đọc xong mất luôn. Rồi về phần wireframe thì mình nghe về phần trình bày thì mình thấy khá là hay, wireframe thì trông là đáng yêu và friendly, còn mấy cái nhân vật để cho người dùng chọn luôn, onboarding không có phức tạp, page writing khá là hay, quả tìm bình yên ở trong thiền thì với một người cũng chơi chữ một tí thì mình đánh giá nó rất là dễ vào. Rồi demo cũng có tính tương tác cao, dùng prototype thì demo nó mọi người dễ hiểu hơn. Rồi cái OID thì vừa nãy mọi người thấy rồi, OID hơi lủng một tí. Với cả có một cái nhắc chung là mọi người nhớ là OID chứ không phải database nha. Database nó khác, nếu mọi người làm database thì sai rồi đấy. OID là OID, nó chỉ là dành cho business thôi, không phải database. Còn kể cả cách mọi người vẽ, đấy là ERD nhá, cái bên cạnh ấy, nó là ERD đấy, không phải OID đâu. Ok, thì chắc là đấy là nhận xét của mình. Còn lại dành sân khấu cho Thành. Ok, anh Kiều Nam. Chắc là mình cũng comment nhanh thôi. Thì một số cái điểm tốt mà mình có quan sát và mình list ra nãy giờ, thì thứ nhất là mình thấy
nhóm của Phúc thì nó có những cái domain knowledge khá là ok. Các bạn cũng có đủ chủ động làm secondary research và reach out với những cái người expert ở trong ngành. Một cái tốt nữa là mọi người có list out ra một số cái alternative mà cái này thì mình thấy nhóm nào cũng có làm, thì những cái cách mà user họ đang làm để mà get cái job này done thì nó sẽ làm cho mình dễ hình dung hơn là hiện tại người ta đang làm cái gì. Và cái phần một cái phần tốt nữa là mình thấy cái phần onboarding thì mọi người có dùng những cái chỉ số cũng thú vị, như là cái việc mà 67% cái gì đó, cái breakup ratio đó, nó cho 45% gì đấy, thì cũng khá là thú vị và nó cũng frame cái context của cái product. Thì ok, những cái điểm cải thiện thì nãy giờ mọi người Nam và Dương và Thành cũng có nhắc đến là các phần delivery thì nó hơi đặc biệt là already thì nó hơi chưa được chính xác lắm, và cái phần đấy nó khá là quan trọng mọi người, và take time để mọi người vẽ nhé, tại vì đấy là cái nó không chỉ là cái công cụ để mọi người communicate mà nó còn thể hiện đúng cái mà mình nghĩ về solution đó. Chứ mọi người đưa wireframe cho engineer họ cũng không biết làm gì đâu, nên là phải vẽ already và vẽ workflow cho nó đúng. Thì mọi người chắc về chỉnh lại rồi có gì Thành với Nam sẽ input sau nha. Ok, thì đó là phần của Thành thôi. Cảm ơn mọi người đã dành rất là nhiều thời gian công sức cho bài thuyết trình này. Nice, ok rồi.